Xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Nhằm mục đích duy trì lễ hội thiếu nhi đa văn hóa hàng năm tại Bankstown và Sydney, lần đầu tiên một buổi tiệc gây quỹ cho lễ hội được tổ chức tại nhà hàng Liberty Bankstown với sự tham gia của các cộng đồng sắc tộc lớn tại Sydney. Qua những thành viên từng đóng góp cho tổ chức này, chúng tôi được biết cái funding của nó rất là quan trọng, là tài từ của chính phủ liên bang, tiểu bang hay những cơ quan tổ chức thiện nguyện có yểm trợ. Nhưng mà những cái funding bắt đầu nó cạn đi, cho nên rất là khó cho họ lại di động. Nên tức là năm ngoái họ di động sau khi tổ chức rồi đó thì thất thoát là không đủ, cho nên năm nay là họ lại di động mới khởi hành để một cái củi gây quỹ cho tạo một cơ hội cho các em đa văn hóa tiếp tục có một ngày vui chơi chung ngay tại Úc, ngay tại Bankstown và ngay tại Sydney. Tại vì đây là một cái cơ hội chúng ta sống ở trên nước Úc này là một cái đa văn hóa và các em trẻ là nguồn gốc của tương lai, thì chúng ta vì tương lai, vì cái sự hòa bình và cái harmony của tất cả, thì chúng ta có mặt ở đây yểm trợ cái hội này để cho nó được kéo dài. Thì cá nhân Ngọc Yến cùng tham gia sinh hoạt với Children Festival hơn 10 năm rồi, có thể nói là 15 năm. Tuy nhiên để đứng vào cùng với các anh chị, các chú, các bác tổ chức thì đây là lần đầu tiên mà cái buổi tổ chức gây quỹ cho Children Festival. Thì có những khó khăn về funding cắt của nhà nước cho nên mới cần có cái buổi gây quỹ này, cũng như là những cái tiết mục tập dượt mà nếu tập trung với tất cả nhiều thiếu nhi của cộng đồng thì thời gian không có, nên chỉ có 15 phút tập thôi. Đối với tất cả các cơ quan từ thiện, mấy cái charity đó là đều phải gây quỹ thì mới có phương tiện để làm việc. Ở nước Úc này đó là những cái cơ quan từ thiện, những cái charity là được một cái điểm lợi là được cấp những cái gọi là giấy taxable receipt donation đó, là để cho những cái người mà tặng tiền đó họ có thể khai giảm bớt thuế. Thì nhờ vậy đó là họ sẽ giúp cho cái tổ chức từ thiện đó có phương tiện hoạt động. Bởi vì cái tổ chức từ thiện nào cũng phải dựa vào những cái nguồn tài trợ từ nhiều nơi khác nhau, hoặc là của chính phủ, hoặc là của những cái nhà kinh doanh, hoặc là của đồng bào các nơi cho, hoặc là tự gây quỹ lấy. Thì gây quỹ có nhiều hình thức, hoặc là đi bán barbecue, hay là đi lạc quyên, hay là đi rửa xe, hoặc là tổ chức văn nghệ như bữa nay. Thì bữa nay là cái lần đầu tiên mà tổ chức một cái buổi gây quỹ mà có văn nghệ đóng góp của các đoàn thể, các cộng đồng văn hóa. Thì tôi hy vọng là các anh chị em, các bà con đến dự thấy cũng vui và gọi là chia sẻ được cái tinh thần sống hòa hợp ở tại nước Úc này, đồng thời vẫn bảo tồn, phát huy cái văn hóa của nguồn cội của mình. Và sau cùng, buổi tiệc đã gây được số tiền quỹ lên đến 16.390 đồng. Hoài Phương, tường trình từ Bankstown Úc Châu, xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi phóng sự này.